Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hôm qua thì mình dẫn các bạn đi ăn bò kho bánh mì, hủ tiếu bò kho nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn cái món khác, thì cũng là của Dì Út luôn các bạn. Dì Út là 7 ngày tới cả chục món luôn các bạn. Thì hôm nay là thứ ba, thì chúng ta cùng vào trong xem Dì Út hôm nay bán món gì nha các bạn. Các bạn đến đây thì các bạn có thể ngồi mé góc bên này, hoặc các bạn có thể vào trong, các bạn chỗ ngồi rất là rộng luôn. Còn ngoài này thì Dì Út trình bày bên ngoài hết luôn, đồ ăn luôn các bạn. Đó, đây là rau nè. Đó, rất là hấp dẫn luôn các bạn. Đây, gà. Đây, anh chị phụ Dì Út các bạn. Dạ, con chào Dì Út. Chào con. Dạ. Mình vẫn mở ra bán từ lúc 6 giờ hả Dì Út? 6 giờ tới giờ. Hết thôi. Dạ. Đó, rất là đã các bạn. Đó, đây là nồi nước lèo nè các bạn. Dì Út ơi, hôm nay mình bán món gì Dì Út? Bán hủ tiếu gà, hủ tiếu Nam Giang. Hủ tiếu gà, hủ tiếu Nam Giang nha các bạn. Như mọi ngày Dì Út sẽ bán từ lúc 6 giờ cho đến khi hết. Thì các bạn tranh thủ đến sớm nha, tại khách rất là đông. Thực đơn thì Dì Út thay đổi theo từng ngày để bà con đỡ ngán á. Mai miếng vịt á. Dạ. Hủ tiếu gà, hủ tiếu Nam Vang là bao nhiêu một tô Dì Út? 30 hết à. À, đồng giá 30k nha các bạn. À, các bạn nhìn thấy chưa? Dì Út trình bày rất là bắt mắt, rất là hấp dẫn luôn. Đồ ăn dưới mọi thứ là Dì Út xô hết ra bên ngoài. Đó, 30k nè các bạn. Rất là đã luôn. Dì Út bán là thanh niên là 12 năm trong nghề rồi nha các bạn. Khách tới luôn. À, bên này mình thấy có gà, có cà phèo luôn. Bên đây là rau giá nha các bạn. Bên đây là hành lá. Ồ, rất là đã các bạn. Hấp dẫn luôn. Trời gì không? Đó, các bạn thấy khói lên ngung ngút. Đây, điểm tâm sáng Út Hiền. Địa chỉ là 240/112/18 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6 nha các bạn. Dưới bường bờ kè các bạn. Ồ, đã lắm các bạn. Bỏ dao cho anh quay đi. Cái đó gà phèo. Quen gì vậy? Nói chung là các bạn phải tranh thủ đến sớm nha các bạn, trễ là không còn đâu, khách liên khúc chiều mưa luôn các bạn. Dạ. Đây nè các bạn, 30k. Gà này là gà gì Dì Út? Gà ta đó con. Gà ta, dạ. Yeah.
Dạ. Đâu hủ tiếu gì gà đó Út. Đây đây. Đây cho anh tao vô. Cái này gà heo. Gà lô heo đồng. Cái gì vậy? Thôi, cho nước chấm cho ớt bỏ mỡ trong. Lấy xong ra nữa. Giờ một chút đi. Về. Bỏ rau lên trên ta quay nè. Ở đây còn Khánh muốn lên trên quay nè Khánh. Đây đây bên đây. Chị gái bên này là làm giá trụng cho khách nha các bạn. Ở đây dì Út được mệnh danh là Superman nha các bạn, là siêu nhân luôn. À, dì Út rất là khỏe. Nói chung là chị rất là khỏe luôn á. Dì Út là sáng thức sớm mà buôn bán là một ngày một tuần bán hơn 10 món á dì Út. Mười mấy món á. Dạ. Cái gì đây? Nói chung mình phải có sức khỏe mình mới bán được gì mình mới làm chứ sáng dì Út phải thức sớm hả? À. Tranh thủ mình giữ sức ha, nghỉ ngơi giữ sức. Dạ. Dạ. Nam Giang luôn. Đó các bạn. Ngày mai dì Út nói là món gì ạ? À, bún măng vịt. Bún măng vịt nha các bạn. Quay tới hủ tiếu chay, hủ tiếu chay đang nghẹt rồi em ơi. Dạ. Em còn vàng nữa rồi. Tôi cho anh quay qua. Con quay hết nguyên series xong rồi qua từng con mấy úp. Xong rồi tới hủ tiếu chay ra quay tiếp. Hủ tiếu chay đang có. Dạ. Vậy là dì Út bán món chay là ngày ngày rằm với 30 hả? 41. Nè các bạn, đó. Các bạn vào có thể đi vào trong này ngồi nha các bạn. Rất là rộng luôn. Này, xương với gà với ấy cô dì Út để trong này nè các bạn, nên nước rất là ngọt luôn, rất là đã. Rồi ok dì Út. Dạ. Hầm mà vừa nóng mà vừa mềm mà nước lại vừa ngọt nữa. Dạ. Ồ quá đã các bạn. À, anh chị đang đứng chờ mua mang về nè các bạn. Dạ em mới quay đi. Tổng cộng đây mấy người phụ dì Út lận? À, nay có nhỏ qua nó nghỉ rồi bệnh rồi. Dạ. Phụ thế ai cũng sợ đó, nó bệnh. Khách luôn. Ủa thứ mày về. Má
Dạ. Dạ rất là ngon luôn. Đây ok các bạn. À, mình mới kêu giúp làm cho mình một tô hủ tiếu gà. Đó, ở đây trong mình kêu là nạc các bạn. À, da. Đó. Mình thấy gồm có hành lá nè, giá nè. Đó, rồi có tép mỡ nữa các bạn. À, cà rốt nữa các bạn. Đây. Đó. Tô này là 30k nha các bạn. Ôi rất là nóng luôn. Đây. Ở bên này thì mình thấy có giá nè, có hẹ, có ngò. Các bạn ăn thêm thì kêu thêm nha các bạn. Wow. Rất là thơm, rất hấp dẫn các bạn. À, địa chỉ của quán Dốt là 240/112/18 Nguyễn Văn Luôn ở dưới bờ kè nha các bạn. Wow. Nước rất là nóng, rất là ngọt nha các bạn. Rất đỉnh luôn. Một miếng gà. Dốt nói đây là gà ta luôn nha các bạn. Gà rất là dai. Ngon. Dạ các bạn. Nóng lắm các bạn ơi. Gà gà ngon. Mở được bạn. Cái tô hủ tiếu rất là thơm. À, nước rất là ngọt nha các bạn. Còn gà thì là gà ta rất là ngon, dai. Ok đó các bạn. À, các bạn có thể đến đây là thưởng thức và ủng hộ Dốt nha các bạn. Rất là nóng. Quá đã các bạn ơi. Thổi lên luôn nè các bạn. Đó. Gà dưới này còn quá trời luôn. Đó. Gà ta nha các bạn. Tuyệt vời. Tép mỡ giòn ngon các bạn, rất là thơm. Đó. Các bạn xem nè, tép mỡ cũng là cũng nấy nó bự kìa. Đó, thắng vô kêu gấp gấp đã lắm.
anh thích ăn gà ké lắm các bạn, gà ké ngon, anh thích không phải ăn thịt đâu. Đây, à, các bạn có thể đến sớm như bạn 6 giờ là dốt có, các bạn đến trễ là sợ hết phần nha các bạn. Giờ này là đâu gần 8 giờ rồi, dốt sắp hết rồi các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này các bạn nhé, ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, cảm ơn các bạn.